Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Rất vui khi quay trở lại với các bác qua cái video hôm nay. Em sẽ giới thiệu các bác về một cái chương trình khuyến mại cực sốc dành cho các bác như mình quan tâm đến cái kênh của em. Hôm nay thì là ngày cuối tháng, em sẽ sale cực mạnh luôn để gửi tới các bác mình. Trước khi đi vào cái phần báo giá thì em xin phép được chi tiết về từng sản phẩm một nhé. Sau đó thì em sẽ báo giá từng loại một để cho các bác mình nắm bắt được. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu các bác về cái dòng đục này. Đục thì hôm nay em vừa mới mài xong một cái đục, bộ đục làm từ thép nhíp chuẩn 100% nhá. Các bác mua cả một bộ này thì giá trong video hôm nay sẽ rất chi là rẻ các bác ạ. Đó. Bác nào mà không mua được cái giá trong video hôm nay thì rất chi là tiếc, bởi vì là em sẽ giảm giá cực thấp luôn nhá. Giá sập sàn luôn, chắc chắn sẽ không bao giờ có cái giá nào mà rẻ như ngày hôm nay. Đục này thì sẽ gồm có 10 cây, 10 chi tiết khác nhau, đục móng này, đục rũ này, đục cong, đục thẳng em đều có hết nhá. Cây to nhất thì sẽ là 3 phân. Và 10 cái cây này thì em sẽ đã bó gọn ở trong cùng một cái bộ như này rồi. Đấy. Các bác nào mà mua cái bộ này ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bác. Cái giá sẽ là 280.000 một bộ nhá. 280.000 em sẽ miễn phí ship các bác. Đó. Và ngoài ra thì sẽ có cả cái cây dùi đục này. Hôm nay em sẽ làm xong một cái dùi đục này. Dùi đục này thì ngày hôm nay các bác nào mua thì để cho các bác cái giá là 80.000 thôi nhá. Đó. Dùi đục nhà em rất chi là chắc chắn luôn, dày đẹp. Cái dòng này rất là bền luôn, dòng gỗ cực kỳ là bền luôn nhá, gỗ nghiến rất là bền luôn. Đó. Và đục nhà em thì bao sắc bén các bác, bao bền nhá. Rèn từ thép nhíp ô tô chuẩn 100%. Đấy. Bác nào thích cái bộ đục ngày hôm nay các bác hãy đặt tay, hãy đặt hàng nhanh tay nhá, số lượng rất chi là ít thôi. Đó. Sẽ để cho các bác cái giá là 280.000 một bộ đục này, 10 cây. Các bác không nghe nhầm đâu nhá. Trong video hôm nay em sẽ giảm giá cực sốc dành các bác mình. À, tiếp theo đó là cái dòng kéo Kabushi. Kabushi sẽ được niêm phong ở trong cái vỉ như này. Đó, với cái hàng loại 1 chuẩn. Trên cái phần vỏ sẽ có chữ Kabushi các bác nhé. Và đặc biệt thì trong thân kéo sẽ có chữ Kabushi ở cái phần ốc chốt to giữa này, để khẳng định được là cái hàng độc quyền của Kabushi, thương hiệu rất là nổi tiếng. Và dòng kéo này sẽ mang tên là dòng kéo 8618, Kabushi 8618 nhé. Trên cái phần gần ốc chốt sẽ có chữ Made in Japan S5. Cây kéo này sẽ được làm bằng lưỡi thép của S5 nhé, nên là bao sắc bén, bao bền cho các bác mình. Và tất nhiên là hàng tới nơi nhé, em bao các bác được kiểm tra hàng này, test hàng thoải mái luôn nhé, hàng không sắc bén các bác cứ trả hàng về lại cho em. Đó. Và cây kéo này thì đã niêm phong này rồi, cho nên là em xin phép không mở ra nhé. Và có cả chế độ tự mài bên trong, có rất nhiều video em đã giới thiệu với các bác về cái dòng kéo Kabushi 8618 này rồi. Đó. Đó, cái kéo tay bạc này Kabushi 8618 thì ngày hôm nay sẽ giảm giá các bác là 100.000 một cây. 100.000 một cây kéo này nhá. Đó, tiếp theo đó là cái kìm này. Kìm này, hôm nay em sẽ về cái kìm to này, thanh lý cho các bác nhá. Kìm to này thì kìm to này các bác có thể cắt dây nhôm này. Đó, cắt dây nhôm, tháo dây nhôm nhá. Cái dòng này thì các bác chỉ để cắt dây thôi chứ không phải dùng trong cắt dây điện các bác, em sẽ nói luôn này. Các bác để cắt dây nhôm thôi nhá. Kìm này là kìm to đấy, khá là to, dày, rất là dày luôn. Và kìm này thì hôm nay sẽ để cho các bác cái giá sẽ là 100.000 một cây kìm này. Mua từ 2 cây trở lên em sẽ miễn phí ship vận chuyển các bác. Cái kìm này rất chi là chất lượng luôn các bác, quá là sắc bén luôn đấy, rất là sắc và khỏe nhá. Em vẫn thường cắt dây cho các bác như mình này. Đó. Kìm này sẽ là kìm to. À, tiếp theo đó là cái dòng kéo cộng lực. Cộng lực Kabushi, em sẽ cộng lực xám này. Cái này sẽ là cây cộng lực xám nhá, hàng Made in Japan. Cộng lực xám này thì ngày hôm nay em sẽ để cho các bác cái giá là bao nhiêu thì mời các bác hãy theo dõi lát nữa em sẽ chi tiết nhé, em sẽ báo giá luôn. Ở trên cái phần lưỡi sẽ có chữ S5 này và chữ Made in Japan ở phần lưỡi như này. Các bác sẽ mở phần tay cầm đây ra, đây là cái dạng cộng lực có con lăn nhá. Đó. Ở đây sẽ là cái lò xo này. Cộng lực này thì sẽ là hàng của S5 Japan, rất chi là sắc bén luôn. Đó. Và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bác cái giá là 100.000 một cây, sẽ thanh lý nhá. Thanh lý 100.000 một cây luôn. Đó. Đó, rất chi là tuyệt vời luôn, mà các bác mua được cái giá này thì nó quá là hời luôn rồi các bác ạ. Chắc chắn sẽ không bao giờ có cái giá nào là rẻ và thấp như thế này luôn ạ. Đó, 100.000 một cây kéo cộng lực Japan xám nhé. À, tiếp theo đó là cái dòng kéo thép đúc. Thép đúc liền khối, hôm nay em sẽ về cái dòng kéo thép đúc liền khối hàng bãi này. Hàng bãi nhưng mà nó vẫn còn rất chi là mới các bạn ạ. Rất là mới luôn nhá. Em nằm ở trong cái hộp xịn sò như này, em sẽ mở ra cho các bác mình xem này. Cái dòng kéo này thì các bác thì mình sẽ cắt cành nhá. Các bác cắt cành này. Đây, cây kéo đây. Cái này các bác sẽ sử dụng cắt cành hàng bãi của Made in Japan, nhưng mà vẫn còn rất chi là mới, tới 98% các bác. Đây, ốc chốt màu đen ở giữa nhá.
Bên ngoài thì các bác thấy là sẽ có cái vòng vòng tròn ốc chốt là màu vàng đồng ở đây. Nó rất chi là chắc chắn luôn. Cái này thì tay cầm sẽ được bọc hai cái lớp gỗ cao cấp này ở bên ngoài nhá, hai chốt đinh này để các bác cầm nắm sẽ không bao giờ bị trơn trượt và bảo vệ được cho cái phần tay cầm rất chi là bền luôn các bác. Đó. Đây, đây là mã sầu chiếc kéo này. Các bác sẽ mở phần khóa chốt ở đây ra nhá. Hàng thép đúc liền khối luôn các bác, rất là dày đẹp luôn. Hàng này các bác cắt cành cực kỳ là bao sắc bén, bao ngọt luôn nhá. Đó. Lò xo này sẽ là lò xo V này. Và cái kéo này ngày hôm nay sẽ gửi tới các bác cái giá sẽ là 200 nghìn một cây kéo này nhá. 200 nghìn một cây kéo hàng bãi, tay ốp gỗ này, hai chấm đinh. Tiếp theo đó là cái dòng dao. Dao thì hôm nay em về cái mẫu Colombia này. Đó. Các bác nhìn này, mặt trước này, Colombia rất là sắc bén luôn nhá. Dày đẹp. Tay cầm này, đó. Ngày hôm nay sẽ để cho các bác cái giá sẽ là 100 nghìn. 100 nghìn trên một cây dao này nhá. Đó. Video hôm nay sẽ có rất nhiều sản phẩm em khuyến mại ra, giảm giá cực sốc dành cho các bác nhà mình. Bác nào mà quan tâm và muốn mua sản phẩm thì xem xin một lượt like, chuông và đăng ký kênh để đón xem được rất nhiều những cái chương trình khuyến mại giảm giá sốc dành tặng các bác nhà mình. Và ngoài ra những sản phẩm này thì bên em còn rất nhiều sản phẩm khác nữa. Rất mong các bác đã xem video này, các bác đừng quên nhấn like, chuông và đăng ký kênh để đón xem nhé. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi hết video của em. Xin gửi lời chào và xin được hẹn gặp lại các bác ở những video ngắn lần sau.